Ok, hello anh em đã quay trở lại với kênh của Cu Tài Gaming. Mỗi ngày một clip chơi cờ, chơi để giải trí là chính. Thì như mình nói rồi, chơi giải trí thì đánh ngăn khách thôi, đánh ngăn khách nó mới vui. Đúng không anh em? Ừ, thì clip này sẽ được tài trợ đến từ Hậu cũng như là Sang. Với một cái top 1 sẽ có 200k, nhưng mà phải với là con Tha skill 3. Đấy, thì trận này cũng không biết sao đây. Đánh ngăn thấp mà bên hình như là nó cũng ghép với mấy thằng sử thi thì phải. Ừ, nó cũng có mấy thằng sử thi anh em ạ. Tha thì đầu game thì chắc mình lấy con Kaguya cho nó gánh đầu game. Theo kinh nghiệm chơi Tha của tôi thì tôi nghĩ là nên lấy Kaguya đánh bí thuật đầu game thì nó sẽ dễ gánh hơn, đúng không? Nó sẽ dễ gánh hơn, mình sẽ giữ máu nó ok hơn, rồi cuối game mình roll đồ này kia mình kiếm những con 5 tiền. Nó chỉ đơn giản vậy thôi, rõ ràng. Let's go. Má ra gì ra hang mây da trời, ra chiêu người dữ vậy, chiêu người dữ vậy. Ra tướng đúng kiểu chiêu ngươi luôn á anh em. Ha, được cái ặc này bàn cờ xịn anh em, mà ặc xịn anh em. Ặc này hơi bị chất chơi người dơi. Nói về độ giàu thì ặc này vô tư anh em. Giàu từ trong kin cho đến chơi cờ, mà chủ ặc không bao giờ chơi game, chủ ặc chỉ để cho tôi chơi game thôi. Đấy, muốn bà đầu tư ặc cho tôi chơi anh em. Hợp lý chưa? Nếu mà mình đánh gọt rồi mình lấy trừng phạt anh em ạ, chắc chắn phải lấy trừng phạt rồi. Nó phải là như thế rồi. Test hả? Sao nó chiêu người quá vậy? Nó chiêu người quá vậy? Hai con cái test lực cơ à? Nó không ra một con bí thuật nào nó mới chết chứ. Lụm hai cái test đi. Ê mà đánh máy này hơi nhiều tiền nha. Thôi bán cái test đi anh em, cái test nó tốn tiền quá. Anh em đánh con V cho nó tiết kiệm. Đúng không? Đánh con V cho nó tiết kiệm. Chứ quýnh cái test nó tốn tiền nhiều quá. Cái test hai con là hết mẻ 6 tiền rồi, sao tích tiền được, đúng không? Đánh con này là phải tích tiền. Kinh nghiệm của tôi là phải tích tiền, lên cấp 8 là chúng sinh là bình đẳng. Rõ ràng chưa, rõ ràng chưa? Anh em mà có bộ cờ hay anh em comment bên dưới nha anh em. Tôi sẽ cố gắng làm theo mấy bộ cờ của anh em. Tại giờ tôi quýnh găng thấp rồi, tôi không quýnh găng thần thoại nữa. Tại vì tôi rút ra kinh nghiệm rồi. Cái trình tôi quýnh cờ, tôi quýnh găng thần thoại thì tôi đi ngủ anh em ạ. Trình tôi thì đi răng này thì được, chứ răng thần thoại thôi, dẹp mẹ đi. Bó tay anh em, bó tay, hết cứu. Gọi là hết cứu anh em ạ. Ừ. Đánh răng thấp giải trí vậy là vui rồi. Rồi, có bí thuật Benetta. Vậy thì con Maya đang gánh được chưa? Maya đam 5k hả? Vậy thì con này cút rồi. Con Veo này cút rồi. Cho con Veo này cút rồi anh em, cho con Veo này cút rồi. Kaguga cầm quyển sách vô. Vậy nó mới đủ đam. Hợp lý chưa? Hợp lý chưa? Hợp lý chưa? Đó, có Kagu đẩy quả dù nó chất lượng anh em, mà nó uy tín. Mày ra bắn được nhiêu đam cũng 3000 mấy. Nó cũng bắn được khá khá, nhưng mà để mày ra là cho mày ra nó bắn cũng hợp lý. Nó cũng hợp lý anh em. Để tiền đi, tích tiền đi, tích tiền lên 8 mà chúng ta sẽ xem cuộc chiến giữa các vị thần. Game này mấy thằng chơi tha vậy? Mình thấy xương xương thì cũng mình nhớ cũng có một thằng kia chơi tha kìa mà nó có 5 tiền à. Nó cấp 5 nó không để tiền luôn anh em. Này chắc nó gà rồi, nó không biết chơi rồi. Pha lê hả? Pha lê gì xấu vậy? Thủ vệ thì có con bò đúng không? Thủ vệ có con bò được. Này lấy thủ vệ thôi chứ lấy gì giờ? Họ mình có được con bò anh em à, họ mình được con bò. Để coi rau này thắng hay thua. Giờ bắt thêm Kaya vô không đâu giải quyết được gì. Thắng thì mình lấy Kaya vô. Không, bây giờ mình chơi mình nâng cấp cho nó chuỗi thắng anh em. Đang giữ chuỗi mà. Lên cấp 5 giữ chuỗi luôn. 5 tướng thì dễ giữ chuỗi hơn là 4 tướng. Đúng không? Rõ ràng. Thằng kia cũng muốn bí thuật hả? Kia là quýnh bài bonbon bí thuật hả? Bonbon hả? Mình là Kagu anh em. Kagu thì nó chất lượng hơn bonbon. Không, bonbon mình nghĩ nó không cần mon bằng Kagu đâu. Kagu để dù cái là xong à, đam to lắm. Đấy, để dù cái là xong à. Nếu mà quýnh tha thì lời khuyên của tôi dành cho anh em lấy Kagu nha. Kagu biết đánh bí thuật anh em, nó dễ gánh hơn. Đầu game đỡ tốn máu, con này nó chỉ cần lên tiền thôi. Nó chả cần cái mẹ gì hết, nó cần lên tiền, tiền càng nhiều càng dễ quýnh. Rõ ràng đúng không? Tiền nhiều là auto win. Lấy gì đây? Đánh phép thì lấy sách. Lấy sách cho Gai Gu là chuẩn bài.
Lấy sách cho Kagu. Để yên cuốn sách coi, để yên cuốn sách coi. Thằng nào lấy sách làm chó. Gâu gâu. Gâu gâu. Lấy được quyển sách thì gâu gâu thôi chứ sao giờ. Chứ sao giờ. Chịu ơi. Chịu rồi. Có cả đấu sĩ với lại cả bắt này vô lấy đấu sĩ anh em. Đấy, bắt vô. Valentina 4 tiền dữ vậy rồi sao bắt tiền đâu bắt. Thôi Valentina chắc không cần, nó bán mây da giờ, bán mây da được rồi. Bán mây da lấy Valentina 4 tiền nó chất lượng hơn anh em. Đầu game tướng mình nó vậy được rồi, tướng mình nó xương xương vậy thôi. Nó xương xương vậy thôi, mình năm con tướng mà nó có cộng hưởng nó cũng khá là đẹp. Toàn cấp 1 thôi, toàn 1 sao thôi. Không biết thắng nổi hay không thì không biết, hên xui. Một phút quảng cáo, anh em nào có nhu cầu mua kim cương nạp skin, nạp kim cương mua skin liên hệ fanpage của Tài Gaming. Một phút quảng cáo, ai có nhu cầu kè đăng liên hệ tôi luôn. Vẫn những kè đăng như thường nha anh em. Kè đăng 5 năm nha, chứ không phải kè đăng cờ nha. Trình tôi kè đăng cờ là ngủ á. Trình tôi bán máu đăng cờ thì hợp lý. Đăng cờ là cày xuống nha. Anh em nào có nhu cầu liên hệ fanpage của Tài Gaming. Cảm ơn anh em rất là nhiều nha. Thank you Vinamilk. Lấy cái này cũng được này, lấy cái này kích được thêm cái keo dòng kia kìa. Vậy bỏ Atlas ra hả? Atlas lên 2 bỏ ra hơi tiếc. Atlas 2 sao bỏ ra hơi tiếc, tính lấy này được thêm quân trưởng. À, được thêm quân trưởng lấy được gì? Lấy cái thanh tẩy chắc cũng không cần thiết đâu ha. Thôi cút đi. Để lên lại coi nó ra gì đây. Nó cũng vậy, nó có khác gì đâu. Nó cũng vậy, nó cũng có cái khác cái gì đâu. Lên được hai con rồi, hai con hai sao đỡ khổ. Bên kia cũng hai con hai sao. Bên mình có bí thuật với pháp sư khá là mạnh giai đoạn này. Cái ngu để qua dùng. Ô mày da mà nó bắn ác vậy. Toàn gao này rồi, gao này toàn rồi, mày da mà nó phía sau bắn ác quá. Nổi không, mình Kagu chống không nổi rồi, mình Kagu gãy rồi. Kagu đi rồi anh em, Kagu đi rồi, đai rồi. Mày già nó tốc biến ở phía sau nó bắn ác quá. Gặp ngàn phải đi xây tháp hả? Hai thằng đang cháy kìa. Bây giờ mình chỉ cố lên cấp 8 thôi, mình chỉ cần lên được cấp 8 là ngon. Chịu hồi phân thân ngon nè, lấy chịu hồi phân thân được nè anh em. Đánh thường hồn mana cũng đâu cần thiết. Tướng pháp sư hả? Con gọt đâu phải tướng pháp sư. Lấy triệu hồi phân thân nhờ, lấy triệu hồi phân thân ngon nhờ. Hồi ví dụ gói gọt 3 sao thì sao? Hai con gọt 3 sao chịu gì nổi. Đúng không? Hai con gọt 3 sao chịu gì nổi. Triệu hồi phân thân nghe nó hợp lý đó anh em. Bây giờ cứ tạm thời bắt vô thôi. Lấy bảo hộ nhé, lấy bảo hộ tạo thêm lớp giáp cho team. Rồi, lấy bảo hộ tạo thêm giáp cho team, tạo thêm giáp với máu. Tạo thêm giáp với máu cho team là được. Giờ mình có nhiều con Kagu hơn nè, hai con Kagu nó phải đam này. Được không đây? Được không ta? Được không ta? Cảm giác là được anh em ạ. Vẫn win anh em, vẫn win. Vẫn là ổn anh em, vẫn là ổn. Cái chuỗi của mình nó cứ auto win như thế này là ổn anh em ạ.
Rồi lấy con bon vô. Một cả Hilda hả, ngon thế. Bây giờ tạm thời mình bỏ bon bon vô, không giải quyết được cái gì hết. Bỏ Akai vô. Thôi, bỏ con này vô đi. Bán Akai với lại khứa này. Hợp lý ha, hợp lý ha, hợp lý ha. Hợp lý ha, hợp lý ha, thấy hợp lý rồi đó, thấy vô vô rồi đó. Thấy vô vô rồi đó anh em, thấy vô vô rồi đó anh em. Đấy, Kagu thêm con nữa. Đỡ khổ, bây giờ lên Kagu 2 nữa là chùm luôn, đội hình tôi chùm luôn. Giai đoạn này mà Kagu lên 2 thôi là đội hình tôi chùm anh em ạ, đội hình tôi chùm của chùm luôn. Team bạn mệt kỹ với tôi. Hai Kagu đẩy dù là thốn lắm. Kích được cả dòng pháp sư nữa mà. Bây giờ bốn con giả thú nữa, bốn thủ vệ nữa, máu nó nhiều. Máu nó nhiều thì nó dễ gánh, đúng không? Kagu mới một mà đã 7000 máu rồi. Kagu 2 thì máu nó còn cỡ nào? Để tiền lên cấp 8 thôi. Ra tướng là lụm anh em, ra tướng là lụm anh em. Bây giờ chỉ cần ra tướng đẹp đẹp là mình lụm thôi. Lúa về buôn làng anh em ạ. Biết gặp khứa ở đây. Gặp thằng nào cũng được, gặp thằng nào cũng win thôi, đúng không? Răng này là tôi quýnh tha là mấy thằng nhóc này tuổi anh em, mấy nhóc này tuổi. Găng thằng thọ thì tôi chịu, nhưng mà riêng cái răng này là mấy nhóc này tuổi. Không bao giờ, never, never. Ok chưa, ok chưa? Ủa, phải đi chim tinh căng vậy rồi, hóa hóa cái gì câm lặng luôn hả, dữ vậy? Quăng dù ra một cái. Ok. Hay là mình không chơi tướng 5 tiền anh em, mình chơi full ủa sao đam Valentina to thế? Đam Valentina 15000 đam dữ vậy, nó nhiều cả cái gu luôn hả? Gắt vợ Valentina đam gắt vậy? Đam kinh vậy? Ủa quá đam kinh vậy? Đam xạo vậy? Tướng 5 tiền Roddy, Roddy thì chắc không cần. Nó lấy mẹ luôn rồi chứ bây giờ có cần nó cũng có được lấy đâu. Có cần cũng có được lấy đâu, đồ phép nó lấy rồi. Còn cái băng thạch à. Rồi băng thạch lấy luôn rồi, còn mũ máu à. Còn mỗi mũ máu chứ còn gì ở đâu lấy. Giờ lại lấy Valentina thì nó kỳ. Cho cái Valentina nó lỏ. Kagu lên 2. Mình vẫn chưa đủ tiền để mình up cấp đâu anh em. Mình up cấp là mình còn có một xíu tiền à, đâu đủ đâu rồi. Để tạm vậy đi, để tạm vậy đi, hồi nó ra cái gì tính tiếp. À, Kagu chuẩn bị lên một đống máu nè, đang 8000 máu nè. Nó kích được cái này nè, nó máu lên nhiều lắm, kích được thủ vệ máu lên nhiều lắm. Máu lên một nùi luôn. Giờ lượt sau mà rớt cho mình con 5 tiền đỡ. Thiệt rớt con 5 tiền đỡ khổ. Trời ơi, 3 sao luôn dữ vậy bạn. Căng dữ vậy ta, căng dữ vậy ta. Nhìn là thấy nó cũng hơi gắt gắt rồi đó. V3 sao là thấy nó cũng hơi gắt gắt rồi đó. Ừ, Kagu đam to rồi. Được không? Lụm được con veo không? Hai lụm được con veo. Sao Valentina đam to nhờ? Valentina đam ảo vậy? Đam 14000 kìa. Đam ảo dữ ta. Bây giờ ra gọt cái đẹp nè, lượt này mà ra gọt cái đẹp nè. Không có gọt hả ta? Give me more. Có gọt anh em. Tạm thời vậy đi, tạm thời vậy trước đi đi. Tạm thời đi, tạm thời đi, tạm thời đi. Bây giờ vô rồi chưa, nó chưa có cái gì để chơi hết thì cứ vậy trước đã. Tạm thời vậy trước đã, rồi lát nữa mình tính tiếp anh em, lát nữa mình tính tiếp. Đó không? Lát nữa mình tính tiếp, hết lực mình tính tiếp. Đó, tạm thời vậy trước cái đi ha. Còn 21 tiền.
mà hết thời gian rồi, hết thời gian rồi, thôi mình up luôn, mình lấy luôn, không có gọt anh em, trận này không có gọt rồi. Nổi không? Nổi ta, nổi anh em vẫn thắng được, anh em vẫn thắng được. Pha nãy nếu mà nhanh tay một xíu kiếm thêm con hai con nữa ngon, còn ham mấy tiền mà roll được quá trời. Đúng không, ham mấy tiền roll được quá trời. Hạ gục thì hồ mana hả? Hạ gục hồ mana nghe cũng ổn quá chứ. Ôi lấy cái này ngon này, tướng đồng minh tăng này. Mình đang trên 20 tiền mà đúng không? Mình đang được tính là trên 20 tiền đúng không? Mình nghĩ là mình đang được tính là trên 20 tiền. Ừ, mình đang 2 tiền mà, được tính chứ. Nó phải tính cho mình chứ. Nó phải tính cho mình chứ nhỉ? Trên 20 tiền là tướng đồng minh nó sẽ được tăng đam, để mình xem nó tăng đam không nha. Rồi quân trưởng luôn ngon vậy, ngọc quân trưởng luôn ngon vậy. Ngọc quân trưởng của Alu kìa. Lấy cái này dành cho Alu hả? Lấy cái này dành cho Alu được nè, ngọc quân trưởng của Alu được nè. Rồi cái quân trưởng có trang bị đâu, bảo hộ hả? À, được cái bảo hộ. Rồi bảo hộ đưa Alu cầm luôn, chuẩn chỉ luôn anh em ạ. Má chuẩn chỉ luôn. Rồi đơn giản vậy thôi anh em, đơn giản vậy thôi. Đội hình này top 1 rồi, top 1 chắc rồi. Tôi không tin đội hình này tôi không top 1 á. Alu đam to dữ vậy, Alu đam mười mấy ngàn, khỏe thế. Alu khỏe dữ vậy. Gặp nghe thằng 78 máu à. Mình mà ra hai con băng, ra một con băng nữa là má, một con băng 3 sao nữa thôi là nó tách ra được thành một con băng nữa là hai con băng 3 sao này, mà hai con băng 3 sao. Hay tôi dồn qua Alu, tôi đưa đồ cho Alu, tôi dồn ngọc cho Alu luôn ta. Tôi có nên dồn ngọc cho Alu không nhỉ? Giờ là chỉ có AFK top 1 thôi anh em, mình bỏ điện thoại ra, mình ngồi mình chơi thôi, mình cũng top 1 được nữa. Nó vô tới đây là chỉ có top 1 thôi à, mặc dù không có gọt nè, nhưng mà mình nghĩ mình có Alu với con Alu, con Aura chắc chắn gánh được, con băng chắc chắn gánh ok anh em. Trời, con băng mà con băng nó lên 3 một cái nữa thì thôi, thì con băng mà lên 3 một cái nữa thì thôi, thì thôi. Được tiếp theo mà có tướng 5 tiền thì thôi. Con bò chẳng hạn, cái con bò chẳng hạn là đẹp luôn. Bò hay con gì cũng được là đẹp anh em ạ. Lụm phát là lụm. Ra cái gì cũng lụm hết, ra cái gì cũng top 1 hết. Uy tín anh em, uy tín. Top 1 thì có 200k nha anh em. Của Hầu với lại Sang tài trợ cho. Nay mình nó clip tha này nha, tại vì tha là do ông Sang cũng yêu cầu. Ông thích con tha này, yêu cầu con tha. Ủa, mày da này căng vậy. Nói ông Maya này căng vậy. Má mèo được con Maya bực quá. Được con ta Maya này thấy cũng hơi căng đó nha. Maya này thấy cũng hơi căng đó nha. Ủa đam Alu tới ngàn mấy. Đam Alu tới ngàn mấy dữ vậy ta. Rồi Alu 2 nữa, bị Alu 3, sắp tới Alu 3 rồi. Hết round này là có Alu 3, Alu 3 hoặc là Gatot 2, thêm một con Gatot 2 nữa cho tôi. Chùm anh em ơi, má chùm. Đội hình này thì thua làm sao, ước được thua. Thiệt ước được thua. Mấy này nghĩa địa gì, mấy này trời ơi, cộng hưởng chi lắm vậy trời ơi. Tụi mày cháy, để coi tụi mày cháy cỡ nào, để tao coi tụi mày cháy cỡ nào, thằng này cháy đúng không? Thằng này đội hình cũng ghê đấy, đội hình cũng là ghê đấy. Mày nhìn đội hình tao xem đây, thằng này cháy vừa mới nói gặp nó liền. Vừa mới nói gặp nó luôn. Để tao coi mày cháy cỡ nào, để tao coi. Để tao coi mày cháy cỡ nào, mày cháy cỡ nào với vàng 5 tiền của tao. Alu phía sau nó chặt kìa như con. Ý, nghe nó có tướng, có V3 sao dữ vậy. V3 sao với chúng tôi.
V3 sao với chúng tôi này, V3 sao với chúng tôi này. Mày hộ bố mày cái, mày hộ bố mày cái luôn thằng nhóc. Nha thằng nhóc lâm cơm lóc cóc. Mày hộ bố mày cái. Nha, năn nỉ nha, mày hộ bố mày cái. Bố mày năn nỉ mày luôn ấy. Rồi, con gọt con ngộ không, lấy con nào cũng được, anh em lấy con nào cũng được. Con gọt hay con ngộ không đều được anh em ạ. Đồ là bây giờ không cần thiết. À, tôi không thích đánh con gọt nên tôi lấy con ngộ không. Thì tôi nghĩ con băng đủ gánh này, không cần tới gọt ba đâu. Chưa lên tới gọt ba là win mẹ, thôi lấy ngộ không cho vui. Thôi, tắt đèn đóng cửa đi ngủ làm giấc anh em ơi, ngủ giấc lên top 1 anh em ơi. Chán quá anh em ạ, đúng là đánh cái răng này top 1 nó dễ quá, sao âm tha lậu tôi top 1 mới vô lấy bí thuật. Lấy bí thuật rồi đánh vàng tướng 5 tiền rồi cái kiểu gì nó cũng top 1, đúng không? Cái kiểu gì nó cũng top 1. Trời quanh 3. Ôi sợ quanh 3. Để tao qua coi nhà mày cái ơi. Mày cháy hay mày cũng quanh 3 đồ mày cũng căng đấy. Nhìn mày cũng nét đấy, cũng ga gì đó. Mà không con ngọc bất tử à, con quanh qua này kinh đó nha, quanh qua này kinh nha, để mình coi nó bắn coi nào. Con quanh qua này có đồ cũng nhiều anh em ạ, có cái bệ là tăng mana nữa. Ê con quanh qua này kinh nha, con quanh qua này hơi kinh đó, con quanh qua này hơi kinh đó nha. Không có thường con quanh qua này được anh em ạ, không có thường con quanh qua này được. Ê mình gặp nhân bản của nó, ê mình thắng nó kìa. Ê mình gặp nhân bản nó, mình thắng nó thì còn cái gì nữa anh em. Ê, quanh quanh ba có nghĩa lý gì? Quanh quanh ba bất tử có nghĩa lý gì? Ngủ đi, quanh quanh ba ngủ đi. Ai ngủ ê, ngủ ê, quanh quanh ba mày ngủ ê. Mày ngủ giấc giùm tao đi. Thợ băng ba rồi. Băng ba rồi, băng ba chuẩn bị tới alo ba. Để tao coi con quanh ba, con quanh quanh ba cỡ nào. Để tao coi cỡ nào, mày cỡ nào. Mày cỡ nào, nó chưa lên đủ 6 bất tử. Đang có ý định lên 6 bất tử. Ờ. Sao nó không lên 6 bất tử, ta lên 6 bất tử thì ngon hơn chứ. Lên nhát đấu à. Nó phải lên 6 bất tử nó mới ngon. Rồi ơi, hai con băng của tôi nó thả đam thì thứ gì chịu nổi đi. Thứ gì chịu nổi. Mới vô là bay màu hết, mới vô là bay màu hết, làm sao mà chịu nổi. Làm sao mà chịu nổi. Game nó dễ gì đâu mà nó dễ, máu nó cũng còn nhiều nữa. Trời ơi, này tôi mới gặp tôi nó đi rồi. Ba mới đi nè, ba mới gãy nè. Quanh ba với chúng tôi này, hai thằng này thì kiểu gì cũng có thằng đi. Thằng này cũng phép mà. Thằng này chưa đủ 6 phép nữa đánh đấm cái gì. Top 1 là chắc rồi anh em ạ, top 1 là cái chắc rồi. Đó, Aluba. Aluba thì còn cái gì để bàn nữa, còn cái gì để bàn nữa anh hai. Aluba thì nó chặt hết, nó chém hết. Từng thằng một, thằng nào rồi cũng có phần. Thằng nào rồi cũng có phần. Rõ ràng chưa, rõ ràng chưa. À, bây giờ tụi nó làm sao để win đây? Làm sao đây? Đánh thai nó chỉ đơn giản vậy thôi anh em. Vui vẻ là chính anh em mà. Nó easy lắm anh em, nó easy lắm. Trời ơi, coi Aluba máu nó kìa. 28.000 máu, trời ơi là trời. Mấy cái đóng băng kia cho vui thôi chứ giờ đồ đâu quan trọng đâu. Lấy đồ là cho vui thôi, cho có lệ thôi, cho ra tốt. Ga tốt 3. Chơi cái gì nữa, chơi cái gì nữa. Ga tốt 3 thì chơi cái gì nữa đây. Chơi cái gì nữa đây. Giờ không lẽ mình chấp nó một xíu hay cho lên ngộ không 3 ta. Ừ mình chấp nó một xíu rồi mình chơi một con Aluba thử thôi. Mình đánh thử một con Aluba coi Aluba nó làm như thế nào đây. Nó xử lý như thế nào đây. Rồi thử nha, một mình Aluba chấp hết nổi không? Cho quyển sách đi, cho Aluba quyển sách đi. Không cái đóng băng mới đúng. Để coi thử một mình Aluba chấp nổi không? Đi vậy. Chặt, chặt, nhảy. Nhảy, trời ơi nhảy, đóng băng lại.
Nhảy. Trời ơi, nó chặt kìa. Một mình Aluba nó làm kìa. Giữ ta. Aluba làm giữ ta. Giờ là cái khúc giai đoạn mình giải trí, anh em hiểu không? Mình chơi vui thôi. Giờ mình phải gọi là tạo cái gì đó nó thú vị cho con Aluba này. Này, bây giờ mình sẽ chấp nó. Thêm con Gatot đi ha. Con Alu với con Gatot thì phải hai con này đi, hai con này dễ gánh. Hai con thôi, chứ giờ nhét vô tướng là hết game rồi, chơi gì nữa. Đúng không? Mình bây giờ mình nhét vô vàng tướng là hết game rồi, chơi gì nữa. Chơi hai con rồi, thử hai con chấp chấp nguyên bài coi. Thằng này chắc nó có 6 bất tử rồi. Ừ, 6 bất tử là quanh qua nó dữ lắm á, quanh qua nó khủng lắm á. Để mình coi nó khủng cỡ nào, để mình coi nó khủng cỡ nào. Để mình coi nó khủng cỡ nào. Một nhảy là ná thở, một nhảy là ná thở. Một nhảy là ná thở. Trời ơi hai con. Trời ơi, 113, 113, nghe nói 113. Nghe nói 113, nghe nói 113. Nghe nói 113 sáu bất tử. Hai con thôi đủ làm rồi anh em, hai con đủ chấp rồi. Tôi không cần lên tới ngộ. Như giờ tôi mà bỏ hết nguyên vàng này lên thì còn nghĩa đâu chơi. Tôi chơi hai con thôi, tôi cho team bạn cơ hội, tôi cho team bạn cơ hội. Tôi cho team bạn cơ hội, tôi để coi team bạn làm được gì, anh em hiểu không? Mình chỉ cần hai con này thôi chứ không cần tới ba bốn con nữa. Bây giờ nhét hai con kia lên nữa chơi gì nữa. Giờ mà tôi chơi ác rồi tôi tạo thêm phân thân của cái con Alu nữa này thì thôi. Thì thôi anh em ạ. À. Má bây giờ tạo thêm phân thân của Alu nữa rồi sao chơi? Alu được tạo phân thân nữa rồi sao đánh? Rồi bây giờ Alu được tạo phân thân nữa rồi sao đánh? Gà tốt nhảy một cái kìa. Trời ơi đam kìa, 72.000 đam. Để coi 113 làm gì đây. 113 bắn coi. 113, 113, 113 với chúng tôi này. 113 với chúng tôi này. Đơn giản. Đơn giản này. Má con thai này nó dơ quá anh em, thiệt nó dơ quá anh em ạ. Thai này nó quá dơ thiệt. Đánh răng thấp anh em cứ cầm con thai chơi cho tôi auto win anh em. Auto win đúng đúng nghĩa luôn. Rồi, clip đến đây là hết rồi. Cảm ơn anh em đã theo dõi clip. Anh em cho xin một nút like, một nút đăng ký kênh, cũng như ai có nhu cầu nạp kim cương, mua skin liên hệ fanpage của Tài Gaming. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn lại anh em trong những clip lần sau. Bye bye, see you later. Bye bye, chúc anh em một ngày vui.